Chào các bác nhá. Shop online Tân Ánh, Ngọc Ánh đến từ Nha Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Xin gửi lời chào tất cả anh em. Với 5 đầu số này nhá, các bác vui lòng tạm dừng màn hình lại một chút để lấy 5 đầu số điện thoại liên lạc với shop nhá. Mọi thông tin về mua hàng này, tư vấn, bảo hành, đổi trả, các bác liên hệ với 5 đầu số này nhá. Trong chương trình hôm nay, giới thiệu với các bác cái bộ siêu tập đồ ngụy trang và phụ kiện váy gà cho anh em. Giới thiệu mới này các bác, đây là người mẫu của shop nhá, người mẫu hôm nay đó là bạn Chính, gà rừng Bắc Giang. Đây, giới thiệu với anh em và cái bộ siêu tập để anh em đi bẫy gà. Đầu tiên là cái bộ quần áo ngụy trang nhá, quần áo ngụy trang này là chất liệu vải kaki này, ống tay là có thun bu rông bó, thì tôi giới thiệu chi tiết từng chi tiết một nhá. Phần túi này là cũng rất là sâu, có cái đường kéo khóa này để kéo lên để bảo vệ đồ nhá, chống dây đồ nhá. Chất liệu là vải kaki này nhá, vải kaki. Cái mũ lưỡi chai này nhá thì là gọi là đội kết hợp thôi, đội kết hợp thêm thôi. Thế còn cái bộ này là sẽ không có mũ theo đâu, các bác muốn mua mũ thì phải thêm tiền nhá. Thế còn về kết cấu của cái quần này là có túi ở bên sườn này, túi bên sườn này, có túi bên sườn này thôi, còn phía sau mông là sẽ không có túi nhá. Cạp là cạp chun anh em bụng cỡ nào cũng vừa được. Thì bây giờ phụ kiện đi rừng ấy thì sẽ có cho các bác này, ống nhòm đấy. Túi đựng gà mồi thì cái này là tôi đeo, bạn đeo tượng trưng đấy, túi đựng gà mồi nhá. Cái con gà mồi thì nằm ở bên này, cái con gà mồi đây. Thế khi mà đi rừng thì mình sẽ thả nó vào. Đây là túi đựng gà mồi này, rồi túi gà mồi. Túi đeo hông, túi đeo hông này thì sẽ giúp cho các bác đựng mấy cái dụng cụ nhỏ như là loa điều khiển này, thuốc lá này, hộp quẹt này, tiền này, nó có nguyên một cái ô này để dành cho các bác đựng chai nước này nhá. Đây là túi đeo hông này nhá, túi đeo hông. Và túi đeo vai đựng dụng cụ bẫy. Đây, em mở khóa ra. Đây, dụng cụ bẫy thì đối với cái túi này thì các bác sẽ đựng được các loại giò bẫy. Đây, đủ các loại giò bẫy nhá. Đây là trang phục đi rừng, phụ kiện đi rừng. Thế còn anh em nào mà chơi nhiều hơn nữa thì sẽ có cái ba lô to này. Đây, cái ba lô to này rất là to, có thể thả nguyên cả cái nào này vào cũng được nhé. Đấy, thả nguyên cả cái nào này cũng được. Đây là cái ba lô to, em kéo lại đi, cái này đeo xong luôn. Rồi. Đấy, thì đây là cái bộ siêu tập để đi rừng nhé, bộ siêu tập đi rừng đó nha. Rồi, rất là nhiều đồ, anh em có nhu cầu cần bộ nào thì vui lòng liên hệ nhá. Rồi, quần áo ngụy trang và các loại loa bẫy chim nhá, các mẫu loa bẫy chim, đủ các mẫu loa bẫy chim luôn nhá. Đến chủ nhật tới này anh em tôi sẽ làm một chuyến đi rừng thì giới thiệu với các bác sau. Thế này, giới thiệu với các bác là các phụ kiện đã chuẩn bị đi rừng nhá. Ngoài ra thì sẽ có giày ngụy trang nhá, giày ngụy trang cho các bác này. Đây, giày màu rèn ri, mấy hôm nữa thì sẽ có cái màu rèn ri đốm đẹp hơn một chút nhá. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhá.